Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang Khánh Hòa, vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đại Diệt 1978, quê Hà Nội, quản lý nhà nghỉ mùa hè, thành phố Nha Trang, 5 năm tù về tội chứa mại dâm. Các bị cáo Nguyễn Mạnh Thuyết 1983, quê Phú Thọ, ngụ thành phố Nha Trang, 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Xuân Thiện 1973, cùng thành phố Nha Trang, 4 năm tù và Quỳnh Công Đức 1995, ngụ An Giang, 3 năm tù cùng về tội môi giới mại dâm. Hai bị cáo diệt và thuyết còn bị phạt mỗi người 10 triệu đồng. Bị cáo đức, thiện, diệt, thuyết tại tòa từ trái qua phải, ảnh, Nguyễn Xuân. Theo hội đồng xét xử, khuya 15 tháng 10 năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các lực lượng tóm quả tăng hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ mùa hè thành phố Nha Trang. hai nữ khách Nga bắn dâm là Ekaterina Ivanova và Angela Ekrajimova. Quá điều tra, công an tỉnh Khánh Hòa xác định Tuyết là người biết tiếng Nga có quen biết một số gái bắn dâm người Nga đang đi du lịch tại thành phố Nha Trang và thỏa thuận Tuyết sẽ trả 100 đô la Mỹ một lượt bắn dâm. Địa điểm bắn dâm, Tuyết thỏa thuận với việc sẽ trả tiền phòng 250.000 đồng một lượt mua bán dâm tại nhà nghỉ mùa hè. Tuyết đến gặp thiện và đức là người chạy xe ôm, thỏa thuận khi có khách tuyết thu 3,5 triệu đồng lượt, còn lạnh mua dâm thì thiện và đức tự thỏa thuận với khách. Tối 15 tháng 10 năm 2018, thiện kiếm được khách diệt mua dâm với lạnh 5 triệu đồng đồng một lượt mua dâm để hưởng trên lợi 1,5 triệu đồng. Cùng ngày, đức kiếm được khách diệt đồng ý mua dâm với lạnh 7,25 triệu đồng một lượt mua dâm để hưởng trên lợi hơn 3,5 triệu đồng. sau khi có khách thuyết điện thoại cho ekaterina ivanova và angela irrazimova đến bắn dâm thì bị nắm quả tang